cuối tay này mới gãy đứt đấy anh ạ. Dỗi. Đệt. Đó anh lá, ai sợi cay. Đó, phải là cay, còn có cay là có thật mọi người ạ. Không đánh đâu mọi người ạ, gãy mẹ rồi. Đánh thì thua, chán đời. Đúng là ý trời, sao chị ơi gì. Chị ơi chị răng gì. Đó. Mọi người ơi buồn. Còn 5-7 triệu được một đánh nãy giờ. Lên được một tí xong lại gãy rồi. Xong rồi lại gãy mập mặt rồi. Không đánh nữa, không đánh nữa. Ai được ăn miếng đậu đâu mà biết. Làm tay 20 triệu. Thế bây giờ nhá. Bây giờ làm tay 20 triệu không xin tiền. Bây giờ em thoải mái, em không thích xin tiền thôi. Có điều là em không thích xin tiền thôi. Chơi. Em sợ gì em chơi. Sợ gì mà không chơi. Ngay lập em một lần điều trị của lên chị câu không không. Mạng cầu. Cô đánh nhỏ nhá. Rồi em sẽ vẫn đánh, đánh cho mình xem. Chích xẻ xong rồi thế cha nội ơi. Mẹ mình bảo là dừng chích xẻ từ bao giờ thì ông vẫn cứ chích xẻ đi. Xíu. Thôi nghỉ. Để đánh đã.
anh em ạ, mẹ đánh cái kiểu đánh đấm thế này thì há mồm. Ở nhát đốt phát cuối nhá, 1,5 triệu luôn. Phát này thắng hay thua nghỉ luôn. Thắng hay thua phát nghỉ luôn. Không nói nhiều. Chốt cho chị Trang ơi. Giờ chị ơi, xịt xịt. Thôi mini game gì tối. Tối hẹn mọi người gần tầm 9:30 nhá. Hẹn cả nhà yêu 9:30 nha. Xót mật ngờ bao tay em. Eo ơi, anh em cù thích cho anh em băm đấy. Băm đi, băm đi. Anh em nào mà nhưng mà đừng băm được ABCXYZ ỏi em. Mọi người hãy comment tên nhân vật xong rồi để chuẩn bị em tốt. Được rồi, tay này đẹp tài mà. Mọi người thấy gì không? Phát cuối à? Phát này phát cuối tại vì đang thắng mà, sợ gì quật quẩy lên. Xíu. Anh em thấy gì không? Đừng mà nét như Sony luôn. Anh em phải một phát nữa này, đổ bầu một. Tay cuối, tay cuối, tay cuối. Tay cuối, tay cuối, tay cuối, tay cuối. Tay cuối, tay cuối, tay cuối. Thôi chào anh ạ. Mất mẹ triệu tư. Thôi vẫn lời được 1 triệu. Thôi cũng mừng. Thôi nhá, chốt nhá. Anh em bị mất khoảng tầm 600 comment.